Rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng đẹp trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà sổ Hồng Riêng mới hoàn thiện xong, có vị trí gần với Linh Xuân Thủ Đức, làng Đại học Thủ Đức. Nhà thiết kế một trệt và hai tầng lầu, diện tích chiều ngang 4,5 m, chiều dài 15 m. Đây là mặt tiền phía trước của căn nhà. Nhà có hướng đông, vị trí nằm sát bên con đường quốc lộ 1K, gần ngã ba cây lơn và siêu thị Bixigo. Từ căn nhà này di chuyển đi các khu vực như Linh Xuân Thủ Đức, làng Đại học Thủ Đức, trong bán kính chỉ tầm khoảng là 2 đến 3 km thôi quý vị nhé. Nhà thiết kế mặt tiền mái thái, hình chữ A ban công vuông, rất là đẹp. Công năng sử dụng căn nhà này gồm phòng khách, phòng bếp rộng rãi. Nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, cộng với phòng giặt, phòng thờ và có ban công phía trước. Và đây là con đường phía trước của căn nhà. Nhà có lòng đường phía trước rộng 8 m, vỉa hè mỗi bên là 3 m quý vị nhé. Trục đường thông hai đầu. Đây quý vị, vị trí ngay gần với ngã ba cây lơn và siêu thị Bixigo. Nhà nằm trong một khu dân cư xây dựng đồng bộ ở gần kín hết rồi quý vị. Bây giờ mời quý vị cùng Hồng Sơn ta vào trong tham quan chi tiết căn nhà này. Quý vị đang xem, đang có nhu cầu mua nhà tại Dĩ An, Bình Dương mà gần với Linh Xuân, Thủ Đức, làng Đại học Thủ Đức mà xem được video này, nếu thấy hợp lý, phù hợp với gia đình mình thì có thể alo cho Hồng Sơn qua số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp ở ngã ba cây lơn hoặc siêu thị Bixigo, Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Cửa chính thì được chủ nhà làm hai lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa nhôm sinh pha. Chủ nhà có gắn camera sẵn ngoài đây rồi quý vị nhé. Và trong đây là khu vực phòng khách của căn nhà quý vị này. Sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kính loại 1 khổ 80-80, vân đá khá là đẹp. Và vách hai bên thì được chủ nhà trang trí những mảng nhựa, vân đá cũng như là vân gỗ. Bên đây thì có khu vực kệ tivi và tủ dép được chủ nhà để sẵn ở đây rồi. Khu vực nhà tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương mà giáp với Linh Xuân, Thủ Đức thì hiện tại cũng không có nhiều quý vị nhé. Nên quý vị đang có nhu cầu mua nhà tại Di An, Bình Dương mà xem được video này, có nhu cầu đi xem, hãy tranh thủ alo cho Hồng Sơn để đi xem sớm. Khu vực này thì bên Hồng Sơn đang có 4-5 căn, mỗi căn có mỗi hướng và vị trí cũng như thiết kế và giá tiền khác nhau. Khu vực phòng bếp thì được chủ nhà làm 3 dàn tủ trên và dưới đóng phun trần luôn. Khu vực này thì mình có thể kê bàn ăn 6 ghế hoặc là 8 ghế thoải mái luôn nhé. Khu vực bên đây thì có hệ thống kệ này. Và phía cuối là khu vực lối thoát hiểm của căn nhà. Đây là khu vực lối thoát hiểm, mình có thể kê máy giặt, phơi đồ ở đây được. Và đây là phòng vệ sinh tầng trệt của căn nhà. Phòng vệ sinh tầng trệt đây quý vị nhé. Căn nhà đang được chủ nhà gửi bên Hồng Sơn chào bán với mức giá 5 tỷ 300 triệu đồng vẫn còn bớt. Quý vị có nhu cầu đi xem, liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để đi xem khảo sát thực tế và đàm phán giá cả trực tiếp với chủ nhà. Đây là khu vực phòng khách quý vị này. Bây giờ mời quý vị lên lầu trên ta tham quan chi tiết ở trên. Quý vị đang xem, nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem và tham khảo. Lên lầu trên, lầu này sẽ có hai phòng ngủ hai bên và hai phòng ngủ thì đều có hai phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Đây là phòng ngủ thứ nhất quý vị nhé. Ở đây có cửa sổ phía sau, cửa sổ hai lớp và gắn rèm đầy đủ này. Và đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ nhất của căn nhà. Sang khu vực bên đây là phòng ngủ
Thứ hai, có ban công phía trước và cũng có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn quý vị nhé. Quý vị lần đầu xem kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn hoặc là đã từng xem vài video mà chưa ấn đăng ký kênh, quý vị hãy ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi thêm nhiều những video mới khi Hồng Sơn đăng lên để cho quý vị xem và tham khảo. Quý vị đang có nhu cầu cần mua, cần bán hoặc là đang có nhu cầu xây nhà sắp tới, chưa biết xây theo mẫu nào thì quý vị có thể xem thêm nhiều sản phẩm ở trên kênh Nhà Đất Hồng Sơn để tham khảo nhé. Vừa rồi là phòng ngủ thứ hai. Bây giờ mời quý vị lên lầu trên tham quan chi tiết ở trên. Một căn nhà tại Dĩ An, Bình Dương nằm gần với Linh Xuân, Thủ Đức, có giá 5 tỷ 300 triệu đồng, vẫn còn bớt. Đây là khu vực lầu trên quý vị này. Và đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Phòng ngủ thứ ba đây quý vị nhé. Và phía sau đây là khu vực ban công, sân thượng phía sau. Ở đây có thang để lên sân thượng kiểm tra hệ thống nóng lạnh năng lượng mặt trời. Và ở đây có thêm một chỗ để kê máy giặt phơi đồ ở khu vực này. Và đây là phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà quý vị này. Phòng vệ sinh thứ tư đây nhé. Nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ. Một căn nhà có giá 5 tỷ 300 triệu đồng. Và đây là khu vực giếng trời ở cầu thang. Và đây là phòng ngủ thứ tư của căn nhà này. Phòng ngủ thứ tư rất là rộng quý vị nhé. Chủ nhà thiết kế phòng này như là một phòng đa năng. Quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ. Nếu mình làm phòng thờ thì nhà này chỉ được 3 phòng ngủ chính thôi. Tuy nhiên chủ nhà thiết kế phòng đa năng, mình có thể làm phòng thờ được hoặc là làm phòng ngủ được quý vị nhé. Có đi chờ máy lạnh sẵn ở đây rồi. Một phòng khá là đẹp luôn. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp quý vị vào những video tiếp theo.